Như các bạn đã biết thì bộ 3 sản phẩm Galaxy S23 series đã ra mắt được khoảng một thời gian rồi. Đấy, và đến thời điểm hiện tại thì giá của nó đã bắt đầu ổn định rồi. Và thực sự là giá trừ đi quà của bộ 3 sản phẩm này đang là rất tốt. Đặc biệt nếu bạn mua hàng tại Hoàng Hà Mobile thì giá sẽ còn tốt hơn nữa, bởi vì Hoàng Hà Mobile là một trong những đơn vị bán hàng chính hãng giá thuộc loại rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Rồi, quay trở lại với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì cá nhân mình ý, khi mà đi mua một cái chiếc điện thoại thì mình quan tâm nhiều tới cái giá trị sử dụng thực tế của nó nhiều hơn thay vì việc là quan tâm tới thương hiệu hay là quan tâm tới các yếu tố khác. Và chính ra bây giờ mình thấy là những sản phẩm Samsung ở cái phân khúc điện thoại tầm cao nhé, ở phân khúc flagship ý, thì nó đang có một số những cái giá trị sử dụng nó nhỉnh hơn so với cả các sản phẩm iPhone nếu mà xét trên cùng tham chiếu là cùng một tầm tiền nhé. Ví dụ bây giờ khi mà S23 Ultra ra mắt ý, thì chúng ta sẽ có những video so sánh, ví dụ như so sánh S23 Ultra với cả iPhone 14 Pro Max, bởi vì là đấy là cùng phân khúc với nhau, hay là chúng ta sẽ so sánh S23 Plus với cả iPhone 14 Plus, hay là so sánh Galaxy S23 với cả iPhone 14, bởi vì là nó cùng phân khúc với nhau, đúng không nào? Tuy nhiên là về giá tiền thì nó lại lệch nhau rất là nhiều. Ví dụ như trường hợp của S23 Ultra nhé, thì cái giá tiền của nó sau khi đã trừ đi hết quà thì nó chỉ ngang với cả một cái iPhone 14 Plus mà thôi, và cái giá tiền của nó thì lại rẻ hơn iPhone 14 Pro Max rất là nhiều. Nên là vậy là bây giờ mình cứ lấy trên cùng một cái tầm tiền đi, thì chính ra là mình thấy là những sản phẩm Samsung đang có phần nhỉnh hơn về mặt giá trị. Mình chỉ lấy một vài ví dụ như này. Thứ nhất đấy là S23 Ultra với iPhone 14 Plus đi, chúng ta cứ thử so sánh nhá. S23 Ultra sẽ có thiết kế đẹp hơn, đúng nào, sẽ có một cái màn hình cũng đẹp hơn nữa, độ phân giải cao hơn, tần số quét tốt hơn, khi mà chúng ta trải nghiệm xem phim thứ nó sướng hơn. Về phần hiệu năng ấy thì mình thấy là cái điểm mà nó hơn, chúng ta có thể cảm nhận được thấy đấy là cái bộ nhớ trong của nó là 256GB, nó sẽ thoải mái hơn nhiều so với cả cái bộ nhớ trong có 128GB nếu xét trên cùng một tầm giá của iPhone 14 Plus. Còn mặc dù con chip Snapdragon 8 Gen 2 tối ưu không bằng iPhone 14 Plus, nhưng mà rõ ràng là chúng ta, nếu mà chúng ta không phải là cái người mà chơi những cái tựa game siêu nặng mà chỉ dùng hàng ngày không ấy, thì mình nghĩ là không có quan trọng điều đó đâu, đúng nào. Camera của S23 Ultra chắc chắn là ngon hơn iPhone 14 Plus là cái chắc. Đấy, thậm chí là iPhone 14 Plus còn không có cả camera tele nữa cơ, đúng không ạ? Rồi là có cả cái boot cái thứ nữa. Vậy nên là mình thấy là về cơ bản là về giá trị sử dụng là S23 Ultra đang nhỉnh hơn iPhone 14 Plus đấy nhá. Rồi tiếp tục nữa nào. S23 Plus sau khi đã trừ đi hết quà thì giá nó chỉ xem với cả một chiếc iPhone 14 thôi. Trong khi đó thì S23 Plus có màn hình lớn hơn này, tần số quét cao hơn này, bộ nhớ trong thoải mái hơn này, camera cũng có phần nhỉnh hơn, và có hai SIM vật lý nữa. À quên mất đấy, tí quên không nói hai SIM vật lý. Nói gì nói hai SIM vật lý nó rất là tiện đấy nhá. Đấy, và mình thấy cái cách quản lý hai SIM của Android vẫn nhỉnh hơn so với iOS. S23 bây giờ sau khi đã trừ đi hết quà thì cũng chỉ ngang với cả một cái iPhone 13 thôi. Vậy nên là ví dụ như S23 mà so với iPhone 13 thì S23 có màn hình tần số quét cao hơn, có thiết kế đẹp hơn, có một cái phần camera ngon nghẻ hơn, và đấy là những cái điểm mà nó hơn. Còn rõ ràng là ví dụ như là với cùng một cái tầm giá như này thì về cái sự tối ưu về mặt trải nghiệm hiệu năng thì iPhone vẫn có phần tốt hơn đấy. Đấy, nhưng mà rõ ràng là mình thấy là những sản phẩm flagship Samsung nếu mà chúng ta sử dụng một cách đồng đều, hài hòa nhiều yếu tố nhá, thì nó đang có phần nhỉnh hơn. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ thấy là một chiếc điện thoại như hiểu là Galaxy S22. Đấy, S22 bây giờ tại Hoàng Hà Mobile, để mình thử check giá xem nào. Cái phiên bản bộ nhớ trong 128GB nó có 13.990.000 thôi, coi như là 14 triệu đi. Còn cái phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 256 thì có mức giá là khoảng 14.990.000, coi như là 15 triệu đi. Như vậy là một chiếc Galaxy S22 thậm chí nhá còn rẻ hơn cả một chiếc iPhone 12 bộ nhớ trong 64GB, đúng nào. Trong cái đó thì Galaxy S22 có những cái gì ạ? Galaxy S22 sẽ có một cái màn hình tần số quét cao hơn, sẽ có một camera ngon hơn, bộ nhớ trong thì gấp 4 lần. Và trước kia thì cái S22 nó được định hình cùng phân khúc với iPhone 13 cơ, nhưng mà phiên bản 256GB thậm chí chỉ bằng cái iPhone 12 thôi. Thì đấy cũng là một trong những sự lựa chọn. Ngoài ra nữa thì về cái sự đa dạng sự lựa chọn, thí dụ như là bây giờ chúng ta lựa chọn iPhone thì chúng ta sẽ có ít những cái sự lựa chọn hơn, nhưng mà khi mà lựa chọn Samsung thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như bây giờ các bạn muốn đổi gió đi, các bạn thích sang điện thoại màn hình gập cơ, trong cái tầm giá dưới 20 triệu chúng ta sẽ có Z Flip 4 này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có Z Flip 3 nếu như muốn tiết kiệm tiền, đúng không nào? Z Flip 4 thì ngang với iPhone 13, còn Z Flip 3 thì chỉ ngang với một cái iPhone 12 thôi. Đấy, thì anh em cảm thấy sao về những chiếc điện thoại Samsung, sự đa dạng về sự lựa chọn cũng như là cái giá trị sử dụng của nó
hãy để lại comment cho mình biết. Còn tất nhiên ví dụ như với những sản phẩm Apple thì các bạn biết rồi đấy, nó sẽ được cái làm hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu dài hơn này, đúng nào, mua đi bán lại dễ dàng hơn, sửa chữa dễ dàng hơn, tính thanh khoản cao hơn, nhiều ốp lưng phụ kiện đi kèm hơn. Đấy, đấy là những lý do người ta sẽ lựa chọn iOS, nó sẽ là như thế. Và tất cả những thông tin về những chiếc điện thoại trên, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả video này nhá. Đấy, đường link đó thì sẽ dẫn các bạn đến website của Hoàng Hà Mobile, một trong những đơn vị mà phân phối chính hãng những dòng sản phẩm trên. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.